Ta sẽ không chết. Không bao giờ. Bọn mày nhào vô. Đây là nơi tao sẽ thẩm du. Thẩm du cho tao chết. Rồi quên tiếp diễn tới chưa trời. Hết thời gian rồi đó. Ồ chỗ này thẩm du im quá. Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty Modern Warfare. Ý lộn, Call of Duty 1. Này phải Call of Duty Modern Warfare nha. Thì chúng ta đang ở đâu trời? Cái này là dưới hầm hả? Nước không nè. Cái này dưới hầm các bạn ơi. Chúng ta sẽ... Không biết chừng nào mới kết thúc cái game này chúng ta. Mà đang cố gắng để kết thúc cái game này thật là mau các bạn. Để mình nhảy qua Suri. Bắn súng mà hiện đại hơn. Để Suri này lượt view ít quá. Cũ quá các bạn coi ít. Nhưng mà mình lỡ làm Suri thì phải làm cho hết. Ê, ê, ôi, ê, 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 ê. Gì mà đó. Nó đánh mình trên lầu đánh ở dưới luôn. Ghê. Ê bồ, xin lỗi. Công nhận mình nhanh tay ghê các bạn. Vừa thấy lắp đó chút xíu thôi là bắn rồi nữa. Không cần biết ai là thù luôn. Đứng dậy nè. Chết nè. À. Súng này nhanh lắm các bạn. Súng này bắn khá là nhanh luôn á. Cửa này mở được không ta? Không được. Fuck you. Đấy, đấy, chống cự hả? Chống cự với anh à. Bọn bay tuổi gì? Ui, trời nó đậm thế. Tuổi gì? Woo, woo. Ê, trên lầu kìa. Ây da. Trời ơi, đứng ở đó mà mình không thấy nữa. Headshot này con. Giỡn mặt với tay bắn tỉa ư. Mày này. Ui. Tụi nó núp đó, tỉa mình nhiều ghê. Tụi nó khá là đông. Gì vậy? Máu. Trời ơi. Lên ăn máu lại thôi. Mình còn một series rất hay các bạn. Series chiến tranh thế giới thứ hai như thế này này. Bắn khá là êm luôn á. Hay. Còn mình không biết dưới cống này có vị trí chiến lược gì mà tụi nó đây đông thế. Mày này chết chưa? Mày thật là đáng chết. Mày bọn tụi bay tưởng tao chui xuống đây tao vui lắm hả? Khốn muốn chết. Ôi, bên kia có máu. Sắp hết đạn nữa các bạn. Ôi, trời, gì? Ủa, bộ mình đang tấn công. Ủa. Chết lẻ lẻ đi bộ. Ê, tao lụm. Ôi, bữa nay gặp mấy thằng bồ bắt tử rồi các bạn ơi. Một thằng bồ sẽ không bao giờ chịu chết. Không bao giờ chịu cái nhường cái súng quý giá mà nó đang cầm cho mình. Oh my god. Hết đạn. Thôi. Hết đạn có nghĩa là mình bắt đầu lụm súng của đối phương được. Rồi,
lấy bắn tỉa ra bắn. Chúng này còn súng này còn rất là nhiều giá trị đối với mình. Đủ cây này ngon nè, ngon nhưng mà hiếm các bạn, lâu lâu mới gặp cây. Lấy bắn đỡ. Nhảy đây được không? Bình tĩnh bộ ạ. Đấy. Bắn lâu lâu phải lượm từng cây chứ. Ui 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 ui. Mình không biết hết cái game này mình sẽ tới cái series gì nữa. Mình đang phân vân không biết sẽ tới cái series này đâu, nào đây. Nhưng mà mình sẽ làm series tiếp theo chắc chắn là sẽ là một series game bắn súng thôi. Nấp. Tao lên tới luôn nè, tụi bay nấp hả? Đánh là phải đánh tới ổ. Để con này nó nấp ghê lắm. Có súng xịn cho anh lụm không nào? Nhảy xuống đây phong. Du, sống ơi. Oh my god. Tiếp. Làm liền tù tì hai cái nhiệm vụ. Rồi. Stay in the ditch and keep your head down. They've got snipers out there. Rồi nó cứ nói mình để cái đầu thấp xuống tí xíu. Có bắn tỉa. Chúng ta phải cúi thấp đầu xuống. Thấy mấy con bò mình không? Thấy nó núp không? Nó cúi sát xuống dưới luôn á. Đây. Trời mẹ ơi, cái súng mình 150 viên. Tỉa tới sáng mai luôn chưa hết đạn nữa. Ui dạ. Đi đâu? Bắn tỉa nè. Mình đã hạ được một thằng bắn tỉa. Chúng nó có 7 tay bắn tỉa, lặng mình hạ được hơn 1 tay rồi. Đấy, mình bắn được 2 thằng bắn tỉa nha. Còn 5 thằng nữa. Mày nè. Thằng bồ mình nó chạy lên phía trước đó các bạn, để dụ mấy thằng bắn tỉa ra bắn á. Mày nè. Đâu ta? Que. Đâu thế? Đâu vậy? Ở đây nè. Mày. Còn hai thằng nữa. Tội nghiệp bồ mình. Bồ mình phải chạy ra ngoài làm bi tập bắn cho mình. Cho mình có cơ hội để bắn mấy thằng đó. Đây. Mày. Ghê chưa? Mr. Thắng đây. Ui, máy bay ném bom kìa. Thấy bà rồi. Máy bay ném bom. Ui. Dạ. Thằng MG. Mày. Ui. MG ấy nhá. Rồi. Từ từ boy. Mày. MG. Oh my god. Mày. Chết nè. Rồi. Bóp. Nhờn với anh. Nhờn. Ui. Bọn ở trong nhà quá cứng. Ây da. Chặt đấy. Ném lưu đạn được không ta?
đáng mình ngẫu ta. Trước khi ném mình phải nhét cái gì đó vô á. Hình như cái đó là cái chốt cái chốt của lựu đạn hay sao đó các bạn. Cái ngòi nổ hay sao á. Bột. Rồi banh sát bộ tôi luôn. Bộ máy ác vừa vừa thôi chứ bộ tao làm gì tụi bay bắn dữ vậy. À đổi cái súng này. Đấy bộ chết hơi bị nhiều cho nên đạn hơi nhiều luôn. Có thằng nào ôm cái này nữa không? Rồi xong vô nhà được rồi. Súng này được chừng trăm mấy chục viên thấy cũng được rồi đó. Giờ lên lầu phải không? Mình phải lia cái ngôi nhà này. Ê ui ngon, bọn mày ngon lắm. Ném lựu đạn lên cho em được. Trời đất mẹ ơi. Mình lên mình ăn lựu đạn của chính mình luôn. Khốn kiếp. Ê dạ. Mình vừa bấm cái gì thế. Lên cạn thôi anh em ơi. Rồi nhảy ra hù tôi nữa kìa. Ghê. Ừ phải như thế chứ. Đù. À ở đâu nó bắn mình đi. Hấp máu rồi, trời ơi. Hấp máu rồi. Có máu cho tôi ăn coi. Sắp ngáp ngáp rồi. Ngáp mẹ luôn rồi còn gì nữa. Giờ đi xuống phải không? Còn đường lên nữa nè. Ở trên còn nữa. Bọn mày. Hết đạn mẹ nó còn đâu nữa. Toàn bồ quá. Nãy giờ mình bắn trúng bồ biết bao nhiêu lần mà nói. Trong những chiến dịch như thế này tội nhất là mấy con bồ của mình bị mình bắn nhầm. Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi, mình không cố ý đâu. Giờ đi đâu đây bồ? Clear out the apartment building. Còn một tầng nữa. Khốn kiếp. Nhà xây một đống tầng vậy ai ở dưới vô trời. Cho mình dọn cái nhà này mệt chết. Ủa? Ồ, thì ra là còn tầng hầm các bạn ơi. Dưới hầm. Làm nãy giờ mình đi tìm ở trên. Đó xong rồi đó. Trời ơi. Rồi, sau khi chúng ta đã dọn hết cái tầng ở dưới thì mình sẽ lên trên tầng tốt trên nè. Đó, nói chuyện với thằng này. Ai tới? Gì? Chết bà rồi. Xe tăng của tôi nó tới rồi. Dạ. Ok, mình đã phát hiện được khẩu súng chống tăng. Mình sẽ dùng khẩu súng này để hạ chiếc xe tăng nha các bạn. Đồ. Mày. Oh my god.
đấm bồ tao hả con? Ơ bên đây có nữa kìa. Giờ đi lên tầng 3 nha các bạn. Mình đi kiếm máu mình ăn cái đã. Trên tầng 3 có một khẩu súng đây. Mày ù chết đi quỷ. Kìa nữa kìa, mày bổ phát súng này mạnh ghê các bạn, bắn nổ cái đùng chết queo luôn á. Ok bây giờ thì chúng ta phải thủ thôi. Chúng ta phải thủ cái tòa nhà này cho tới khi quân tiếp viện tới. Má ném lựu đạn nữa, mắc dạy thì chứ mấy thằng này ném lựu đạn. Mấy con bò này tụi mày thủ kiểu gì vậy? Ủa tụi nó không còn xe tăng nữa, chỉ còn lính thôi. Đù. Bọn nó khá đông các bạn. Lên. Ủa lên. Bao nhiêu là hết đi. Thôi xe tăng nó tới nữa rồi. Đấy. Bổng phát thôi là xe tăng nó sẽ chết nha. Ồ, rồi. Tức. Mình phải lên trên thôi. Ở dưới làm quá gắt các bạn. Bị áp đảo số lượng rồi. Ai? À. Mình đang bị tụi nó áp đảo, mình không thể ở dưới nữa. À. Bọn nó bây giờ đông như quân nguyên. Oh my god. Đấy. Má đông ghê luôn. Giờ mình mà ở dưới tầng dưới là chết chắc. Trời mẹ ơi, nó ném lựu đạn. Lựu đạn. Tưởng tao không có hả? À, bồ à. Mấy con bồ ơi, tao lại mày. Ném lựu đạn cho đàng hoàng. Tao bị dính của tụi mày hết mấy lần rồi đó. À. Trời ơi, quân tiếp diễn tới chưa? Hết thời gian rồi. Đau. Thôn. Cố lên các bạn ơi. Còn 40 giây nữa thôi. Quân tiếp viện sẽ tới. Với điều kiện mình phải sống sót từ đây cho tới đó. Giờ mình sẽ cố gắng nấp thật kỹ. Chết rồi, ở tầng dưới tụi nó nhung nhúc luôn, đông lắm. Nó đông lắm các bạn ơi. Mình đang bị dồn ép vào một căn phòng nhỏ xíu như thế này. Đây là góc phòng thủ cuối cùng. Còn 6 giây nữa thôi. Cố lên. Ta sẽ không chết. Không bao giờ. Bỏ bay nhào vô. Đây là nơi tao sẽ thẩm du. Thẩm du cho tao chết. Rồi quân tiếp diễn tới chưa trời? Hết thời gian rồi đó. Ồ chỗ này thẩm du im quá. Chỗ này quá lý tưởng, phải chi mình tìm được.
Mình ngồi chỗ này ngay lúc đầu là đâu có chết hoài đâu trời. Khổ ghê. Đấy, nghe tiếng xe tăng đã chắc bồ mình tới đó các bạn. Bồ tôi tới rồi đó. Yeah, xe tăng T-34. Đây. Nòng này khá là dài nha, cho nên là T-34 là nòng 85 đó các bạn, 85mm đó. Rồi thì cái nhiệm vụ mình kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Mình sẽ hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo của game này. Game này chơi lâu vãi, giờ này chưa chịu hết nữa. Rồi, chào các bạn.